Các anh chị em thân mến, em rất là thích live stream bởi vì á em biết á là mỗi lần mà em live stream á có một số thành phần á bất hảo, tức có nghĩa là không có được tốt lắm, hay vào nhiều chuyện để mà xem xét rồi soi mói rồi nói này nói nọ, tại vì á sống sao cho vừa lòng người, biết không, ai cũng vậy hết á. Nhìn cái cách sống người khác, không thích cái này không thích cái kia rồi đâm ra nhiều chuyện. Bởi vì sao hôm nay em live stream để em kể cho các anh chị nghe một câu chuyện, đó chính là ngày hôm qua mình đang nhắc tới cái việc mà bữa tiệc new party á, thì có người cho đó là cái bữa tiệc rất là trần truồng, một bữa tiệc rất là nham nhở và thô tục này kia, nhưng mà họ không có hiểu được cái sự thanh cao của nó. Và có lẽ là hôm qua đã động tới trái tim đen của họ, bởi vì mình live stream mình nói việc đó. Còn nếu như mà mình viết dạng giống như status bình thường thôi thì họ không có coi được, thành ra họ không có thể nào mà vào comment hay vào nhiều chuyện được. Nhưng mà khi mà live stream thì họ biết hết, thì họ vào cái bắt đầu cái bây giờ cái họ bắt đầu nói với nhau, và họ nói mình đó là mình đó là nói chuyện nham nhở. Nói chung là mình không có biết xây dựng một cái hình tượng ca sĩ đồ này kia cái nọ. Ê xin lỗi nha, mình không có thích cái dạng giống như hư danh là làm ca sĩ hay cái gì cái kia. Mình không có thích nổi tiếng đâu. Nếu như mình nổi tiếng là mình đã nổi tiếng ở Việt Nam rồi, chứ mình không có cần phải qua bên này để mà nổi tiếng. Tại vì sao? Ở bên Mỹ này á yeah bức xúc các bạn hiền. Ở bên Mỹ này á, mạnh ai thì ở nhà đó làm việc đó, ok, cuối tuần vui vẻ thì gặp nhau để mà nói chuyện ca hát này kia vậy thôi, đi về không có chuyện gì để nói và cũng không có chuyện gì để kiếm chuyện với nhau. Tại sao ở Mỹ mà sao nhiều chuyện dữ vậy, kiếm chuyện với người khác rồi nói thế này thế kia, sống sao cho vừa lòng người, đúng không? Mình á không có cần phải xây dựng cái hình tượng ca sĩ, bởi vì mình không phải là ca sĩ. Cái thứ nhất, mình ca cũng không có hay, hơi mình cũng không có đủ nữa, mà nhạc lý của mình cũng không có vững nữa. Ba mẹ mình cũng thường hay chê mình lắm, thành ra mình không có muốn mà nổi tiếng hay là mang cái danh ca sĩ mà nó chẳng được cái gì đó. Mà thường đa số ca sĩ bên đây cũng tự phát thôi. Mà từ đó tới giờ mình á đi chơi ở đâu người ta mời thì mình đến, chứ mình không có tự nhiên mà mình đến hoặc là mình xin xỏ để mà đi ca hát gì hết, ok. Còn nếu như mà cái người nào mà nói với mình á là em phải biết xây dựng hình tượng ca sĩ này kia, đừng có để cho người ta khinh thường em thế này thế kia. Nếu như mà xin lỗi nha, mình nghe nói cái người đó cũng có tuổi rồi, cái chị già hay anh già nào đó thì mình không biết, nhưng mà nếu như mà các anh chị á, nếu như mà muốn quản lý một người khác, muốn xây dựng hình tượng ca sĩ nào đó cho chính cái chỗ mà các anh chị mở, thì làm ơn đi đăng ký cái cục quản lý đi. Đăng ký vô cái cục biểu diễn xong mở ra cái cục quản lý ca sĩ, ok. Sau đó đó là ký kết hợp đồng với người ta, mở lớn lớn như Body By Night hay gì đó đó. Rồi ký kết hợp đồng với ca sĩ, trả tôi đi, trả tiền cho tôi nè. Ví dụ giống như là ký kết cho tôi là ít nhất cũng phải là 10 năm. Thì trong vòng 10 năm đó thì một năm là bao nhiêu tiền, một tháng là bao nhiêu tiền, một lần hát show là bao nhiêu đó. Thì lúc đó nếu như mà tôi có ký kết hợp đồng thì tôi ok, tôi sẽ nghe lời các anh chị để mà làm giống như là hình tượng cho các anh chị. Là tôi sẽ không có live stream, tôi sẽ không có lên Facebook của tôi để mà nói này kia kia nọ. Cái Facebook là cái đời sống riêng tư của người ta, ok. Mình thích lên mình nói cái gì mình nói, miễn mình không có chửi thề, không nói tục, không động chạm tới ai là được rồi. Chứ không phải mình lên mình nói tục chửi thề với mọi người đâu, đúng không? Cái công việc của mình thường là mình cảm thấy mình vui là chính thôi, chứ mình đâu có đụng chạm tới ai đâu. Thì tại sao phải lên, phải bắt mình là phải xây dựng hình tượng rồi quản lý thế này thế kia, mà trong khi tiền thì không có một đồng. Đó. Cho nên là hả, làm ơn đi, nếu như mà những cái người mà không có cảm thấy mà không có thích mình á, mà đã lỡ kết bạn với mình ở trên Facebook rồi đó, mà cảm thấy không thích ấy, làm ơn đi, tự động kick out đi, đừng có nhiều chuyện quá, nhào vô rồi coi rồi bắt đầu soi mói rồi nói này nói kia, ok. Mình cũng không có thích nữa. Nếu mà mình biết là mình kick out ra liền, mình không có cần những cái người như vậy vào đây nhiều chuyện quá, sống ở Mỹ lâu năm mà sao nhiều chuyện và thiếu hiểu biết quá. Vô nói linh tinh còn hơn là cái gì nữa, mà đi bảo mình là đi nói nhảm nói linh tinh. Ok, mình á đối với mọi người rất vui vẻ.
mình chưa bao giờ động chạm tới ai hết nha, thì đừng bao giờ động chạm tới mình, ok? Động chạm tới mình mà không cho mình nói, không cho mình có ý kiến, ý cò, và cứ một hai là nói mình nói nhảm rồi này kia kia nọ. Ơi, mình đâu có khe đâu. Mọi người vô Facebook muốn làm gì làm, đâu có khe. Rồi tại sao hả? Có những người cũng vô chụp cái hình cái mặt hoài đó, rồi cái mấy người cũng nhào với mấy người nói, ô tại sao suốt ngày chụp vậy, vô mặt cái mặt hoài hay gì kia. Cái đó chuyện của người ta, kệ người ta, không thích thì tắt Facebook đi, đừng có vô coi, ok? Mà vô mà ý kiến ý cò nhiều chuyện quá thì tắt luôn đi. Còn ở bên này á, thật ra mà nói ca sĩ rồi đi ca cũng đâu có đồng xu nào đâu. Vui thì tới chơi, không vui thì thôi. Mời tới thì mới tới, mình là mời tới mình tới, không không mời mình không có tới. Mà mình cũng không có rảnh nữa. Vui mình mới tới, không vui thì thôi, mình không có tới. Bởi có nhiều người mắc cười ghê. Rồi chuyện mình đó hả? Nói cho các bạn hiện đang theo dõi, nói cho mọi người nghe luôn hả? Tự nhiên mình chụp cái hình ngồi thiền á, ngay cái ghế của mình để mình đăng lên, mình bán ở market. Bán ở market thì nó có liên quan tới Facebook, thì nó hiện lên Facebook của mình. Vậy mà cũng chê bai mình, nói là trời ơi cái hình tượng ca sĩ gì đâu mà thấy ghê, mặc đồ ngủ ngồi trên cái ghế vậy chụp hình nhìn nó mất thể diện. Ủa cái chuyện đó, chuyện thể diện là chuyện của tôi chứ đâu phải chuyện của mấy người đâu. Cái thể diện là cái gì? Cái thể là cái hình, thể diện là gì? Là diện mạo, là cái gương mặt, là hình thể diện mạo khuôn mặt của tôi chứ không phải là của mấy người. Cho nên là tôi có mặc đồ xấu, giờ tôi có mặc đồ rách, tôi có ngồi lên trên đó đi mà tôi biểu diễn cái gì kệ tôi, thì cái đó là cái thể diện của tôi chứ không phải in cái mặt của mấy người lên mà mấy người đi nói là không có biết giữ thể diện này kia. Trời đất ơi, ba mẹ tôi còn chưa nói tôi chuyện đó mà, đúng không? Tôi cũng già rồi, tôi lớn rồi, tôi có cuộc sống riêng của tôi muốn làm cái gì tôi làm. Mấy người nghĩ mấy người đã cho tôi được bao nhiêu tiền mà mấy người đòi control tôi, mà mấy người phải bắt bẻ thế này thế nọ, đúng không? Mình đang live stream vậy mà có người gọi mình, không biết gọi làm cái gì nữa. Mình không có khe một cái số rất là lạ. Nói thật với mọi người chứ ở Việt Nam á, mình cũng ở trong cái cuộc biểu diễn vậy, mình cũng được chứng nhận một người mẫu, một diễn viên. Nhưng mà vì sao? Mình đâu có thích nổi tiếng, ba mình cũng đâu muốn cho mình nổi tiếng đâu. Mình đóng một hai phân đoạn phim là ba mình đã lôi đầu mình về rồi, không có cho đi đóng phim, không cho đi làm bất cứ cái gì. Kể cả mẹ mình là ca sĩ cũng vậy, cái đời đang lên mà khi lấy ba mình rồi, ở nhà ba mình lo hết tất cả, không có cho làm cái gì hết. Chứ nếu mà nổi tiếng thì đã nổi tiếng lâu lắm rồi, không có cần phải qua bên này rồi nổi tiếng đâu. Mình không có thích mấy cái hư danh như vậy. Cái cuộc sống của mình, cái quan trọng vui là chính, nhưng mình không động chạm tới ai hết thì làm ơn già rồi đừng có động chạm tới mình, ok? Với lại á, các anh chị được một cái là sanh ra trước tôi, ok? Các anh chị đi trước tôi một khoảng thời gian rất dài để các anh chị học hỏi được nhiều kinh nghiệm, học hỏi được nhiều cái hay. Các anh chị có thể chỉ dạy lại cái người đi sau của mình. Nhưng mà nói thật cho các anh chị biết, một số người, mình chỉ nói là cái người nào mà có thành kiến và có ý kiến mà thiếu hiểu biết thôi nha. Còn đa số là những người mình chơi là những người rất là đàng hoàng và có hiểu biết. Cho nên là cái người mà thiếu hiểu biết kia, cái người già kia, người già thiếu hiểu biết kia, nếu anh chị tự cảm thấy rằng mình đi trước tôi, anh chị hiểu biết nhiều hơn tôi, thì anh chị sẽ không bao giờ nói ra cái điều đó. Ok, đừng có bao giờ nghĩ là mình đi trước người khác, mình lớn tuổi hơn người khác, là mình hay hơn, mình thông minh hơn người khác nha. Bộ mấy người không nghe nói là sống sau nó cao hơn sống trước sao? Chưa chắc các anh chị sống lâu năm mà các anh chị hiểu nhiều và học nhiều, ok? Các anh chị cần phải học nhiều lắm. Mà các anh chị chẳng được chỉ được cái gì hay, mà các anh chị cứ nhào vô chỉ trích, nói thế này, nói thế kia, rồi nói là phải sống như thế này, thế nọ, sống sao cho vừa lòng người. Mỗi người có mỗi cách sống khác nhau, ok? Mình cảm thấy mình vui vẻ, mình lên Facebook, mình vui vẻ, mình nói chuyện này kia, nó kệ mình cảm thấy cái đó mình tươi trẻ. Rồi bảo là mình ô nhìn giống nít, cái kệ nó, mình đâu có khe. Trời, tôi giống nít kệ, tôi cũng không có khe. Tôi nghe cái chuyện này nhiều lắm rồi, nhưng mà tôi đâu có quan tâm đâu. Tôi cảm thấy tôi vui là được rồi. Nhưng mà khi mà các người nói ra cái chuyện đó, tại sao các người không nghĩ đi? Có những người già lắm, họ cũng marry với lại mấy cái đứa nhỏ, mấy đứa nít vậy đó. À, thì họ khi mà họ già, họ cảm thấy họ marry với cái người trẻ tuổi hơn, là họ có được một cái tinh thần, có một cái sự trẻ khỏe của một cái người đó mà họ yêu, thì họ mới lấy, đúng không?
Thì mình cũng vậy, mình càng già thì mình mới làm, càng làm cái gì đó cho mình cảm thấy tươi trẻ, mình cảm thấy vui là được rồi, đâu có động chạm tới ai đâu. Mà tại sao phải nhào vô mà nói thế này nói thế kia là sao? Mình á, là mình không có tức giận về cái vụ này đâu, nhưng mà mình chỉ muốn nói để cho cái anh chị già nào đó mà cảm thấy khó chịu với mi á, làm ơn hiểu giùm cái đi. Các anh chị chỉ có cơ hội là đến trước cuộc đời này trước mi thôi, thành ra các anh chị lớn tuổi hơn mi thôi. Chứ thật ra khi mà các anh chị nói ra cái câu đó thì mi biết các anh chị rất là thiếu hiểu biết. Và khi mà mình thiếu hiểu biết á thì chẳng thà mình im đi, mình đừng có nói. Mình câm mình đừng có nói, người ta không có biết mình là thiếu hiểu biết. Mà khi mình thiếu hiểu biết mà mình còn nói ra nữa, rồi mình còn kể ra một cái trứng cút, kể ra thành cái trứng hột vịt lộn, từ hột vịt lộn nở ra nguyên cái con vịt Tim Lai thiệt bự, thì người ta nói là mình vừa nhiều chuyện mà vừa dốt nữa, biết không? Bởi vậy mi là mi nể là lớn tuổi hơn mi, đi trước mi, biết nhiều hơn mi, thì mi nể ở chỗ đó thôi. Nhưng mà khi mà nói chuyện ra mà có những cái sự thiếu hiểu biết vậy là mi không có nể đâu. Ok. Còn cái chuyện mà hả không có thích mi á, ok thì đừng có mời mi tới chơi, đừng có mời mi tới ca hát gì á, tại mời mi tới chơi thì mi giúp vui, mi biểu diễn vậy thôi. Còn ngoài ra mi không có cần. Mi mà tới chơi những cái chỗ đó mi đều nói với mọi người đừng giới thiệu em là ca sĩ, ok, giới thiệu giọng hát của tôi là được rồi, đừng có giới thiệu ca sĩ, tại vì tôi cảm thấy tôi không có xứng đáng đâu, tôi là không có điêu luyện nữa, tại vì ca sĩ là phải điêu luyện, ok, thanh nhạc ra làm sao, hát khúc nào hơi hám như thế nào. Mình thì nhiều khi nhảy vô chơi cho vui thôi chứ mình cũng không rảnh mình điêu luyện, thích thì chơi thì thôi à, cho nên đừng có giới thiệu mi như vậy đó. Nhiều khi mình hát không được rồi mình cũng cảm thấy nhục mặt lắm. Ít ra là một ca sĩ thì cũng phải có một cái sự điêu luyện, học tập đàng hoàng, chứ không phải là hả muốn nhào vô rồi hả tự xưng danh đồ này nọ, rồi bắt đầu dưới sự quản lý của một cái người nào đó chẳng biết mặt chẳng biết tên tuổi mà hả nhào vô suốt ngày, rồi nói phải xây dựng hình tượng thế này thế nọ để cho vừa lòng của họ. Mắc cười quá, sống sao cho vừa lòng người, nhiều người quá mà. Tôi sống vừa lòng của tôi là được rồi, tôi không có cần sống ở vừa lòng người khác, ok. Cái người nào mà tốt với tôi á, chơi với tôi tốt với tôi á, lo lắng cho tôi á, cho tiền tôi kìa, thì lúc đó tôi sống cho vừa lòng. Mà với điều kiện phải cho nhiều nhiều á, để ngân hàng cất á, để cho nó còn, ví dụ giống như lỡ nó có đi đai một cái, nó còn xài tiếp tục mấy chục năm sau á, ngồi không mà vẫn hưởng á. À, thì đúng rồi, tôi sẽ cố gắng tôi sống cho vừa lòng người. Còn nếu như mà không trả một xu nào cho người ta, đó, cũng không có giúp đỡ gì được người ta, không có tốt đẹp gì, thì làm ơn câm cái mỏ lại, đừng có nói xấu, ok. Đừng có lên Facebook của người ta để mà rình rập rồi nói linh tinh nhiều chuyện. Tôi cảm thấy như vậy nó còn nhảm hơn tôi nữa đó. Nhiều khi tôi lên tôi chửi thì tôi thấy tôi cũng nhảm lắm, nhưng mà tôi nghe được những cái điều như vậy, tôi không biết ai, nhưng mà nói chung là tôi nói vậy đó. Cái người nào mà động chạm tới thì tự cảm thấy làm ơn nhục mặt, im lặng giùm. Đừng có lên Facebook của tôi mà rình rập tôi nữa, làm ơn tự kick out đi nha. Đúng rồi, mình cũng nghĩ là mình hả không phải là nghỉ chơi hay là cái gì hết trơn, cũng ok. Bạn bè thì mình có nhiều lắm, bạn thì ít thôi chứ bè thì rất là nhiều. Nhưng mà gọi là chơi thân hoặc chơi tốt, ai chơi tốt với mình chơi tốt lại, còn không mình chỉ chơi bình thường thôi, chứ mình không có kết bè kết lũ một đống vô vậy thôi. Mình rất là thoải mái với mình chơi lại, còn không chơi thì thôi, làm ơn biến, đừng có giả bộ xạo xạo. Xạo xạo với mình là mình ghét lắm. Bởi vậy sống ở bên này ok, lo đi làm kiếm tiền thôi, còn không có đi làm kiếm tiền thôi, rảnh quá đừng có vô nhiều chuyện. Nhiều chuyện ớn quá chịu không nổi luôn á. Đừng nói, bởi vậy nói chung á, có những người sống ở nước Mỹ này á, họ không có học được cái cách tâm trạng thoải mái, phải không? Vẫn giữ một số phong kiến ở trong đầu đó, rồi càng ngày càng ngu muội lên thêm. Trời ơi, mỗi lần mà ai mà nói ra chuyện gì cái là thấy là có chuyện đó, ngộ đời vậy. Tại sao người ta không mắt lắp tai ngơ đi, cho qua đi, làm ơn đi. Nói thiệt, cái lúc mấy người sướng mấy người có nhắm mắt lại để mấy người tận hưởng không? Tại sao mà hả mấy người cứ nhắm mắt cho qua đi đó. Tại sao cứ phải xông xáo vô mà nói người này người kia, mà trong khi hả mày đặt người quản lý control người ta nữa. Người ta lên Facebook người ta làm gì người ta làm, miễn tôi không có chửi thề, tôi không có nói bậy, tôi không trừng tục văn tục thì thôi. Những gì tôi nói ra đều là sự thật và nó đúng. Khi mà mấy người nói những câu như vậy thì mấy người cũng phải cho người ta có ý kiến ý cò và người ta nói lại chứ, tại sao mấy người không chịu nghe, đúng không?
làm ơn đi nha, cái người nào mà nói tôi xây dựng hình tượng hay này kia kia nọ, tôi không có cần hình tượng. Những cái đó nó không có làm ra tiền, những cái đó nó không có giúp tôi được cái gì hết. Còn nếu như mà mấy người mà muốn xây dựng hình tượng hoặc là nói là mấy người có công có cán trong cái cuộc tổ chức, mấy người là bù xô hay là cái gì thì làm ơn ký kết hợp đồng với tôi nè, trả tiền cho tôi nè, rồi lúc đó đó hãy nói tôi xây dựng hình tượng hoặc là im đi, đừng có nói chuyện gì trên Facebook hết thì tôi còn ok. Còn nếu như mà không trả cho tôi được đồng nào thì đừng bao giờ mà nói với tôi á là đòi quản lý tôi hay là làm bất cứ cái gì mà hả control tới cái đời sống và cái Facebook của tôi. Ok, mỗi người đều có cái Facebook, mấy người lên nói gì kệ mấy người, kể cả Trang Trần nó lên nó chửi sùm chửi thề chửi bậy, tôi vẫn không đụng chạm tới nó nữa, tôi cũng kệ nó, ai ghét thì ghét. Nhiều khi mình cũng đâu có thích nó đâu, nhưng mà thôi kệ, tại vì nó hay nói bậy hay này kia này nọ, nhưng mà cái chuyện là chuyện của nó, mình không có khe. Còn mình đâu có nói bậy đâu, tại sao mọi người lên mọi người vô duyên quá mọi người lại nói mình vậy. Thằng Kiều Anh Chí trời thả tim dữ vậy. Nãy giờ bộ có nghe em mà đúng không, em nói đúng đúng không, em không có động chạm tới ai hết. Thì em chỉ khuyên mọi người là đừng có động chạm tới em để mà em nổi điên, em lên em nói cho biết là lúc đó đừng có nhục mặt. Tại vì sao? Tại vì tính ra mình á không có lớn tuổi hơn ai bên này nhiều đâu, nhưng mà mọi người thì lớn tuổi hơn mình nhiều lắm. Thành ra sống làm sao cho đúng cái cách mà làm anh, làm chị, làm cô, làm chú. Lớn tuổi hơn người ta thì phải để cho người ta nể, chứ đừng có kiểu mà lớn tuổi hơn người ta mà thiếu hiểu biết quá, nói ra những câu thiếu hiểu biết mà để cái đứa nhỏ hơn, để mà nó lên nó dạy dỗ như vậy thì rất là nhục mặt nha. Làm ơn đi, cô chú nào đó, anh chị nào đó già hơn My mà nói My lên xây dựng hình tượng rồi quản lý My, đừng có nằm mơ. Mà có nằm mơ cũng không thấy đâu. Từ đây về sau nhớ nha, My lên My nói cho biết bây giờ là sau này có nằm mơ mà gặp My là ác mộng đó, nghe chưa. Đừng có động chạm tới My, My sống hiền lành lắm á. Mà My không có động chạm tới ai hết thì đừng bao giờ mà động chạm tới My. My đi đâu My cũng vui vẻ hiền lành lắm, nhưng mà My nói đúng thì thôi. My nói rõ ràng chính xác cái nào ra cái đó. Ok. Mặc dù My đôi lúc á My hả, My tỏ ra rất là vui vẻ. Con người My nói chung là giống nít vậy đó, My thích thì My làm vậy thôi, đừng bao giờ tưởng là ồ My nhìn mặt My nít vậy rồi nói lên nói lung tung chơi vui để nói cái gì cũng nói, thì đừng có tưởng My là nít nha. Xin lỗi nha, My học nhiều hơn mọi người đó. Cái người mà chỉ trích My á, tại vì á khi mà chỉ trích My nói ra những câu như vậy là My biết My học cao hơn họ nhiều, mặc dù họ lớn tuổi hơn My mà họ học ít lắm. My không khinh thường những người học ít đâu, tại vì những người á người ta ít học nhưng mà người ta có hiểu biết, phải không? Có những người người ta không có học luôn nhưng mà người ta rất là hiểu biết, và cái người ta biết cách xử sự trong cuộc sống. My rất là nể những người như vậy, tại vì sao? Họ không có học nhưng mà họ cái sự hiểu biết của họ rất cao và cái tầm mà học hỏi của họ rất là cao, cho nên My rất là tôn trọng. Còn những người á mà bây giờ cứ tự cho là mình học nhiều quá, hiểu biết nhiều quá nhưng mà nói năng thì không có ra gì hết, mà nhiều chuyện đi chỉ trích người khác, thì mấy người đó đối với My á không ra gì hết, cao lắm mà ngang hàng với My thôi. Rồi cao, nếu mà My để cao lắm thì cho ngang hàng với My, coi như bạn bè chửi lộn nhau là chuyện ok bình thường. Nhớ nha, ai không thích My á, không thích Facebook của My mà lỡ kết bạn rồi làm ơn tự kick out đi, chứ đừng có vô mà rình rập rồi á hả kiếm chuyện với My. Kiếm chuyện với My thì lúc đó My chửi cho thì đừng có lộn xộn kỳ cục. Sống bên Mỹ rồi làm ơn thoải mái chút đi, chuyện ai nấy làm, chuyện mình nấy ở, đừng có nhiều chuyện quá. Nếu muốn quản lý người khác thì trả tiền đây, đưa tiền đây, ok. Muốn quản lý My hả, cảm thấy không thích cho My đi hát hay là gì, ôi My đâu cần đâu, đúng không? My đâu xin xỏ. Vậy thì á, nếu như mà kêu tới My hoặc là muốn quản lý My thì cứ tính ra đi, mỗi lần đi vậy lấy 1,000 rồi cứ nhân lên tháng là nhiêu, rồi ký hợp đồng với My 10 năm 20 năm á, thì lúc đó muốn quản lý hình tượng của My thì nói, hoặc là muốn My đừng có post gì lên Facebook, đừng có chụp hình ngồi thiền hay chụp hình thức ăn hay là chụp everything lên Facebook, rồi hoặc là lên rồi giới thiệu luôn cái bà tin mới mua, nhìn nó cái vẻ nít trẻ con này kia ra, để trả tiền cho My thì muốn nói gì nói nha. Nhưng mà trả tiền cho My với điều kiện là My phải đồng ý kìa, chứ bây giờ chưa chắc là cái đồng tiền của mấy người cao nha. Xin lỗi nha, My không có đi làm thiệt, hiện giờ My không đi làm thiệt, nhưng mà My tiền My đủ sống mấy chục năm lận á, chứ My không có rảnh đâu. Ok, đừng có tưởng là bỏ ra chút tiền hay là gì á rồi muốn nói gì thì nói. Ở bên Mỹ này bởi vậy cho nên nói thiệt với mọi người, chứ làm cho Mỹ á
nó còn ok hơn cho người Việt Nam nữa, bởi vì người Việt Nam mình nhiều khi cũng nhức đầu lắm, không có suy nghĩ á. Có những người thôi, tại vì mình cũng biết như vậy thôi, một hai người thôi chứ mình không có đánh đồng vô. Nhức đầu quá. Thank you mọi người watching. Trời, mình nói nhiều vậy mà nhiều khi mình cảm thấy mình nói chưa hết á. Mình không muốn nói vậy thôi. Còn nhiều cái lắm, nhiều khi giống như hôm qua vậy, mình kể chuyện xong vô mình nói trời còn thiếu một vài khúc nữa chưa nói hết. Mà thôi cứ tạm tạm lại vậy là được rồi. Bởi vì sống hiền lành cũng không yên, không biết sống sao cho vừa lòng người. Mà hả, nghe qua người này nghe qua người kia, giờ nói chung mình không có nghe qua người nào hết trơn á. Người nào mà có giỏi á, muốn cái gì á, điện thoại cho My nè, nhắn tin cho My nè, nói thẳng với My nè. Ê trời ơi, tôi thấy bạn vậy, tôi thấy bạn kia, hay là chị thấy em vậy, chị thấy em kia không được cái gì, nói thẳng với My rồi My nói cho nghe. Chứ đừng có mà hả lộn xộn lên rình rập Facebook rồi nói qua nói lại nói linh tinh là mình không có thích rồi đó. Với lại á, làm ơn đi đừng có đồn thổi nữa. Có những cái sự việc á, My cũng biết có những người á, rảnh đạn lắm đồn thổi lên từ cái trứng thằn lằn thôi, đồn lên trứng cút rồi lên tới trứng vịt, lên tới con vịt thêm lai thiệt bự rồi đẻ ra một bầy bay trên trời nữa, rồi rớt trứng xuống ầm ầm nữa. Trời ơi nổ quá trời nổ luôn, chịu không nổi. Cần gì nói hết á. Trời ơi, nhiều nhiều cái quá, không biết cái gì để nói hết nữa, không biết nói tới chừng nào mới hết á. Thôi cứ tạm ổn là như vậy đi. Rồi á, nhiều khi á còn nói mình chứ, có người nói mình á qua tới Mỹ bản chất Việt Nam vẫn còn, không biết nó học đâu cái câu đó nữa. Mà trong khi trời bản chất Việt Nam vẫn còn, giờ nghĩ đi. Cả các người mang họ gì Nguyễn Phan đồ Phạm này kia nọ, nói chung là vậy. Ủa mấy người là người Việt ở trên cái đất này mà bây giờ mấy người có mang cái US citizen đi chăng nữa đi, mà cái gốc Việt Nam My vẫn còn thì đừng có nói là bản chất Việt Nam không còn. Ok, cái bản chất Việt Nam vẫn còn thôi, đâu đi đâu người ta nói trội anh này là người Việt Nam, nhưng mà bây giờ ảnh là người Mỹ, ảnh là người Mỹ kệ ảnh, chứ bản chất Việt Nam, cái gốc Việt Nam vẫn còn đó thôi. Chứ đừng bao giờ nói trời tôi qua Mỹ mà còn nói chứ bản chất Việt Nam vẫn còn. Bản chất Việt Nam vẫn còn là cái gì? Là để nói những cái người á mà sống ở bên này á, mà vẫn còn phong kiến quá, vẫn còn nhiều chuyện quá, vẫn còn á, soi mói đời tư của người khác quá, và vẫn còn á là hả giống như là control này kia cái nọ đó, đó 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 chính là cái điểm đó đó. Trời, có những người qua đây mười mấy tuổi thôi mà lớn lên già vẫn còn hả gia trưởng rồi phong kiến nữa. Trời, cái đó mới là cái bản chất á. Đó, đó là bản chất trong con người á, hiểu không? Chứ không phải cái bản chất là đi thế này thế kia thế nọ đâu. Bởi vì nhiều khi mình nói ra cái câu gì đó làm ơn đi, tự nhiên thấy người ta đối đáp trả lời lại thì nói trời cái bản chất này kia nọ. Cái bản chất của mình á, mình không phải là cái tiếp người mà kiếm chuyện đâu nha, mình không có kiếm chuyện đâu, nhưng mà đừng có mà lộn xộn với mình, nói chuyện với mình mà không đúng là mình nói lại thôi. Đó thì lúc đó là nói trời bản chất của mình hung dữ thôi, mình không có hung dữ, mình nói cái nào ra cái đó nhưng mình không có hung dữ. Ok, mình nói kiếm chuyện đừng bao giờ kiếm chuyện với mình trước, kiếm chuyện với mình trước là mình nói lại cho nghe, thì nói lại cho nghe thì đừng bao giờ nói là cái bản chất của mình thế này thế kia rồi nói là mình hung dữ. Tại vì mình phải coi lại cái bản thân của mình trước đi, mình kiếm chuyện với người khác trước thì người khác mới nói lại mình. Ok, bản chất của mình hả, mình thoải mái vui vẻ lắm, đừng ai đụng chạm tới mình, nói chuyện bậy bạ là được rồi. Nhiều khi bạn bè mình chơi giỡn rồi có gì nói sai mình cũng nói, mình cũng đàng hoàng cũng lịch sự mình nói, mà tao không thích thì cảm thấy quê hay gì đó thì thôi, cái đó chuyện đó chuyện của mấy người, mình không khe nữa. Trời ơi mắc cười quá. Viết ra giấy á, rồi viết ra giấy tự nhiên ngồi nói nó bị đơ. Người mình thoải mái lắm, kệ cứ nói ra vậy cho nó thoải mái, thích thì ngồi đó mà nói vậy đó. Đó cho mọi người vô nghe để cho biết chút. Trời ơi mắc cười ghê vậy. Thiệt tình nó không biết mình làm gì với ai, sống sao cho vừa lòng người, vô kiếm chuyện với mình không hả, mình làm gì cho người ta ghét dữ thì trời, mắc cười quá à. Mình á là hạn chế đi chơi đồ này kia dữ lắm,
mình nói chung tình cảm lắm á, mời mình rủ rê mình mới tới chơi, tình cảm lắm mình mới tới, còn không á mình cũng đâu có, mình đâu có đi đâu. Mà làm như mình ham hố lắm vậy. Ở bên này không biết ban tổ chức nào nữa mà đặt tổ chức mà làm giống như là hả ghê gớm hoành tráng lắm vậy. Mà làm nói trời ơi, mình phải xây dựng hình tượng ca sĩ đồ. Mà trong khi tiền thì không có thằng xu, vui vẻ mình tới chơi thôi. Bởi bên này nhiều khi có nhiều cái nó hư danh lắm. Mình á, mình mà nghe nói mình mang tiếng ca sĩ mình cũng mắc cỡ lắm, tại vì không có cục biểu diễn, mình chưa được cục biểu diễn chấp nhận là ca sĩ, mình chưa có được đi, nói chung là hả vào cái cục biểu diễn để mà tập dượt, để mà hả chấn chỉnh lại thanh âm đồ tất cả mọi thứ rồi này kia cái nọ, phải không? Mình hơi hám cũng còn yếu lắm, mình hát mình gào thét vậy thôi chứ hơi hám còn yếu lắm, mình đâu dám. Đâu dám tự xưng là ca sĩ đâu mà tự nhiên cái lôi ra là ca sĩ phải xây dựng hình tượng. Ôi mình đâu cần đâu, đâu cần cái hư danh đó đâu. Làm ca sĩ ở bên này có được gì đâu. Trời ơi, nhào tới vui vui, nhào tới hát cho nó vui, phục vụ cộng đồng cho nó vui vậy thôi, chứ đâu có gì ghê gớm đâu mà làm thấy ghê quá. Chưa gì mà đặt control mình rồi tiền thì không thấy xu nữa mà control thấy ghê luôn. Mình đâu cần. Ai mà ngon quá đó, cái người muốn control mình ngon quá đó, mở hoành tráng như Paris by Night đó, mở lên cái kết hợp đồng đi nha, chứ đừng có mà rảnh quá rồi vô nói tùm lum linh tinh, già mà nói linh tinh nói nhảm nữa, để sao cho cái đứa nhỏ hơn nó nói vậy thiệt nhục mặt. Em nói giỡn đó chị ơi, nói ra cho nó thoải mái vậy đó, cho cái gì nó nó bực bội nó bay ra, bởi vậy cho nên mới tươi trẻ vậy đó. Trời ơi, mình lên mình giới thiệu hàng quá cho các anh chị em ăn đồ cho vui vẻ rồi này kia, cũng cũng nói lên làm tùm lum nhảm, trời ơi kệ người ta, liên quan gì không, nhảm cũng đâu có chết ma nào. Thôi hôm nay mình chửi vậy đó, người già nào đó mà hả cảm thấy không hài lòng với mình đó làm ơn đi nha, nhìn cho kỹ đi, nằm mơ gặp ác mộng đó, xuất hiện á. Tôi xuất hiện trong giấc mơ nó còn ghê hơn đó. Bởi vì em thích cái bài hát I don't trust nobody and nobody trusts me, I be the actress starting in your bad dream, I don't trust nobody and nobody trusts me, I be the actress starring in your bad dream. Nhớ nha. Cái ca sĩ mà không cần đâu, mà nó trở thành diễn viên mà kinh dị sẽ come to your bad dream, tới trong cái giấc mơ mà giấc mơ thiệt là xấu đó, xuất hiện liền. Đừng đồng chạm tới mi. Thì đó, ở đây ai cũng làm ca sĩ được hết, có ca được thì cứ lên thôi, rảnh đạn thì cứ đi thôi chứ. Bởi vậy mà làm giống như chưa gì, làm giống như là thấy ghê lắm. Không có đồng xu nào bỏ ra được chút tiền hay là gì, trời ơi làm thấy gớm lắm, mình đâu có cần cái đó đâu. Chị yêu thấy không, trời ơi em đâu cần đâu, vui thì tình cảm tới chơi thôi, còn không thôi chứ. Nghĩ bánh xe bò rồi còn trời ơi, quản lý này kia, giờ quản lý luôn Facebook nữa, muốn quản lý Facebook nữa, đừng có mơ. Ê nằm mơ đi, me come to your bad dream đó. Ok, để giờ nói về được rồi. Thank you các anh chị đã watching và đã ủng hộ cho em. Cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Tại vì những người có hiểu biết họ không bao giờ mà họ cảm thấy cái vấn đề đó là nó quá ghê gớm đâu, đúng không? Em vô em chơi là chỉ có fan của em, thích thì vô, không thích thì thôi nha, chứ em không động chạm tới ai hết. Cảm ơn các anh chị đã watching, thank you các anh chị ủng hộ. Bye nha. Thank you anh Chí. Trời ơi, love you too anh Chí. Love you chị yêu châu. Bye. Love you bạn Hiền. Bye.